Hello, đây là kênh bổ Trí Vui, người luôn đồng hành với các bạn trong quá trình học tiếng qua Đức uh, Du học nghề, ra làm việc ở là định cư, mình lại xin thân ái chào các bạn. Chúc các bạn là một ngày vui vẻ, an bình. Hôm rồi mình có làm uh, một video mình nói uh, về uh, một bạn có nói với mình nghe là uh, cái bằng uh, giáo dục thường xuyên, tức là bằng bổ túc văn hóa cấp 3 đó, thì uh, sẽ không uh, được... Uh, nhận visa để qua đức du học nghề thì hôm rồi là bạn ấy lại thông báo cho mình một cái tin mới là bây giờ mình đọc cái thông báo của bạn viết cho mình nha à, để mọi người an tâm <laughs> an tâm qua đức du học nghề ha dạ chú ơi con vừa hỏi thêm lại các trung tâm rồi ạ à. tức là bằng giáo dục thường xuyên tức là bằng bộ túc văn hóa cấp ba đó các bạn sẽ khó đi được điều dưỡng vì đặc thù ngành này khó nên các doanh nghiệp hoặc ihk họ sẽ thẩm định với xét hồ sơ kỹ hơn còn các ngành khác như bếp nhà hàng khách sạn và các ngành đều có thể đi được ạ à. con chỉ tiếc là con quá yêu nghề điều dưỡng mà lại không đi được đúng nghề làm trái nghề con sợ không có tình yêu với nó ấy ạ à. con cảm ơn chú ạ à. vậy như vậy là bạn ấy đã xác nhận lại thông tin là cái bằng bổ túc văn hóa hoặc là giáo dục thường xuyên cấp 3, các bạn vẫn đi học nghề được có điều là nếu bạn chọn nghề điều dưỡng thì chắc là visa của bạn sẽ khó được chấp nhận vì các doanh nghiệp và IHK là cơ quan uh, quản lý về uh, dạy nghề tại Đức á, Người ta sẽ uh, không chấp nhận cho bạn Vì họ biết rằng cái nghề này á, Nghề điều dưỡng á, là học rất là khó các bạn Học khó hơn uh, những ngành nghề khác Như vậy nếu bạn nào uh, Có cái bằng cấp 3 bổ túc hoặc là uh, giáo dục thường xuyên á, Thì các bạn nên chọn Các bạn vẫn được qua Đức du học nghề ha Chứ không phải như video trước mình nói mình Uh, video số mấy mình quên rồi mình tìm lại đường link mình để lại ở dưới để các bạn xem video này là uh, mình xin đính chính lại cái tin mà lần trước bạn ấy nói vì bạn lần trước bạn ấy thông báo cho mình thường á mình xin thưa các bạn mình biết cái gì mình thông báo liền cho mọi người ngay để mọi người uh, biết thông tin mà đưa ra cái hướng đi cho mình cho nó đỡ mất thời gian đỡ mất tiền bạc ha thì uh, lần trước thì các bạn ấy vừa đưa mình hôm trước hôm sau mình đã lên video rồi. Thì bây giờ bạn đưa lại cái tin đính chính này. Thì mình uh, lên video để mọi người biết rõ hơn là chúng ta vẫn qua học được ha. Nhưng mà đừng có lựa chọn đừng lựa ngành điều dưỡng nha. Điều dưỡng thật sự là khó vì bây giờ á là điều dưỡng người ta gộp vô luôn là học với y tá các bạn. Cho nên chương trình sẽ nặng hơn lúc trước năm 2020 á thì là điều dưỡng là điều dưỡng y tá là điều tá là hai ngành à, riêng nhau nhưng mà từ khi covid 19 chín là đức thiếu nhân lực trong bệnh viện lẫn điều dưỡng cho nên là họ thay đổi chương trình là họ gộp cả hai chương trình lại lại là y tá và điều dưỡng học luôn chung với nhau cho nên chương trình nó sẽ nặng hơn nặng hơn trước năm 2020 như vậy nếu các bạn qua học thì các bạn phải chấp nhận là mình phải học khó hơn một chút nữa thì các bạn phải học uh, khó hơn thì tiếng đức của bạn phải giỏi hơn đó thì mới 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 học nổi <laughs> nhiều bạn thi điều dưỡng rớt bây giờ mình kể luôn một câu chuyện có thật việc thật người thật tại đức luôn là bạn mình mình vừa nói chuyện với bạn mình uh, cách đây ba hôm thì bạn ấy nói là bạn có đứa cháu qua học điều dưỡng uh, học 3 năm rồi thì năm rồi á làm là, là, vừa rồi đây nè đứa cháu thi uh, rớt lần hai các bạn người bắt gọi là thi trượt á tức là học nghề á các bạn được phép thi rớt một lần thôi thi trượt một lần thôi xong bắt các bạn được phép đăng ký thi lại nếu mà thi lại mà không được thì cái nơi đào tạo đó sẽ cắt quỹ hợp đồng với bạn à, rồi sở ngoại kiều cũng sẽ đề nghị bạn rời nước đức vì bởi vì cái visa của bạn qua đây là học nghề nếu bạn không còn cơ sở nào để học nghề thì sở ngoại kiều sẽ không gia hạn nữa thì cậu này à, đã thi trượt lần thứ hai và sở ngoại kiều đã không gia hạn nữa à, cậu ấy phải phải đến một cái nơi <laughs> một cái nơi mà bạn của mình bảo là chờ đợi để xin cấp một cái visa mới tức là phải tìm được hợp đồng Và cái nơi đó người ta tạm thời bảo vệ bạn bởi vì bạn đã học 3 năm ở Đức rồi. Bạn có đóng trong 3 năm học đó là chúng ta có đóng bảo hiểm uh, uh, xã hội của Đức ha là trong đó có lương hưu. Thì trường hợp này vì là bạn đã học 3 năm, là những năm uh, học kỳ năm 1 năm 2 bạn thi đổ nhưng mà tới năm uh, thi tốt nghiệp bạn thi trượt. Nguyên do tại sao? Vì bạn này tiếng Đức rất là kém các bạn. Bạn này uh, học ở Việt Nam, học thi A2 à, uh, thì tới thì lui <laughs> ba lần rồi khi bạn mới qua đức mình có nói chuyện với bạn á, thì bạn nói là con con học b 1 b 1 ở ở bên đức này nhưng mà cái bằng b 1 của con là do cái chỗ đó nó cấp thôi chứ con nếu nói thẳng ra bằng b 1 là con chưa được chưa 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 đậu đâu chưa đổ đâu là bạn này giao tiếp rất là kém nói tiếng đức rất là kém giao tiếp với người việt á, thì mình thấy là bạn ấy uh, giao tiếp bình thường thôi nhưng mà tại vì tiếng đức của bạn hạn chế mình đã dẫn bạn ấy đi xin làm thực tập. Lúc mà bạn ấy còn đang học tiếng á, thì bạn được phép đi đi thực tập để trao dổi, trao đổi uh, giao tiếp, uh, trao đổi kỹ năng nói nghe đó. Thì mình dẫn bạn ấy đi. Thì khi mà mình vào xin thì cái nơi mà họ phỏng vấn, á, họ nói mình ngồi ở ngoài, mình không được phép vào. Người ta sẽ phỏng vấn trực tiếp bạn để coi trình độ tiếng Đức của bạn ấy như thế nào thì mới chừng hai phút người ta ló đầu ra người ta bảo mời anh vô đây <laughs> được không à, tại vì mình nói là mình đi theo để mà à, nếu mà gặp à, là không hiểu nhau về tiếng đức ngôn ngữ á, thì mình sẽ hỗ trợ thì mới à, hai phút người ta ló đầu ra rồi người ta bảo anh vào đây thì mình vào mình ngồi xuống cậu ấy nói nào à, chú ơi họ nói gì con như dịch ngày sấm luôn con không biết luôn <laughs> rồi mình mới uh, trao đổi với họ thì mình nói đó uh, mình trình bày với họ là uh, cậu này đang học tiếng là muốn như thế thì người ta nói là uh, chúng tôi biết rồi nhưng mà chúng tôi nói thì cậu ấy không hiểu gì cả ý chúng tôi nói là chúng tôi chấp nhận cho cậu ấy đến đây uh, thực uh, tập uh, hai tuần ba tuần gì đó mình quên rồi đó nhưng mà cậu ấy không hiểu gì cả bây giờ uh, là chúng tôi đồng ý uh, bây giờ cậu cậu về phải làm những thứ tục này điền 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 vào đó. rồi chúng tôi nộp lên trên sếp mà sếp OK, thì ngày đó cậu ấy sẽ đến và thực tập tại nơi chúng tôi, đó chỉ vậy thôi. Nhưng mà người ta nói một hơi quyên thiên thì cậu này không biết gì luôn. Thì mình mình đã từng nghĩ rằng là suốt 3 năm học thì cậu ấy phải uh, nâng cái tiếng Đức của bạn lên. Nhưng mà người bạn của mình bảo là chả dạ, được anh à, chả dạ, được. Nó thi á, thi thực hành thì đổ, thực hành thì mà không không có gì khó cả. Viện ở đó người ta cũng bảo là nếu mà cậu ấy thi Uh, lý thuyết đổ luôn, Thì người ta nha, người ta sẽ ký hợp đồng nhận bạn ấy làm luôn. Viện cũng muốn giữ bạn lại. Uh, dù rằng uh, cậu thi thi rớt, <laughs> thi trượt, nhưng mà viện cũng muốn là cậu ấy ở lại tiếp tục làm. Bởi vì viện người ta, mình xin nói với các bạn là uh, điều dưỡng đang thiếu rất nặng ở Đức, hay mình đã làm video là cách đây vài tháng là nước Đức đã hợp cái ngành điều dưỡng á, và y tá, người ta đã hợp tại Berlin và các cái công ty, các cái viện dưỡng lão các cái bệnh viện Người ta đã nói rằng người ta cần 100.000 nhân viên điều dưỡng và y tá ngay lập tức Cần ngay lập tức ở đây mấy tháng các bạn Mà 100.000 người lẫn chứ không phải là vài ngàn người <laughs> Lấy đâu ra một một số lượng lớn như vậy người ta cần lắm Cho nên là tất cả các điều dưỡng viên ở Đức hiện tại là họ họ vẫn bị quá tải các bạn Y tá cũng bị quá tải vì không có người làm đó. Mình nói để các bạn biết là cái nhu cầu của ngành này nó vẫn còn rất là lớn bạn nào mà có khả năng học được thì các bạn mình xin nói là một lần nữa là tiếng Đức rất quan trọng ha tiếng Đức thì mình mới học được bạn làm được mà bạn thi không đổ như bạn này là không có cái bằng cái nơi dẫn đảnh là tôi muốn cậu ấy rất muốn cậu ấy làm tiếp bây giờ thực hành cậu ấy làm tốt mà nhưng mà cậu ấy thi trượt không có bằng thì về luật chúng tôi không được phép nhận các bạn làm tốt mấy mà không có bằng thì về luật là không được phép nhận bởi vì mình chăm sóc sức khỏe cho người à, cao tuổi nếu xảy ra điều gì với cái người đó mà do cái nghiệp vụ của mình không tốt tiếng của mình không hiểu mình làm sai mà dẫn tới là người ta bị ảnh hưởng tới sức khỏe hay là tính mạng thì cái nơi mà nhận bạn ấy làm á bị quy trách nhiệm rất là lớn là tại sao không có bằng tốt nghiệp mà lại để cho cậu ấy làm để để xảy ra như thế này thì bồi thường rất là lớn và liên quan tới luật pháp nữa các bạn cho nên là người ta không không dám nhận cậu ấy người ta nói nếu có bằng thì người ta nhận đó thì như vậy là mình kể tiếp là cậu ấy à, phải chờ vì sở ngoại kiều không gia hạn nữa à, thi trượt rồi <laughs> đang quỷ thì à, bạn mình bạn mình đó là cháu của bạn mình bạn mình phải tìm mọi cách lo bạn mình nói nếu mà bây giờ tìm nhờ dịch vụ mà tìm hợp đồng mới nghĩa là sở có nghiệp nó bây giờ nếu cậu có hợp đồng đào tạo thì chúng tôi cho uh, học tiếp cho ở lại học tiếp nhưng mà nếu mà không có cái hợp đồng đào tạo á, thì hủy xa của bạn là chấm dứt đó. thì bạn mình phải chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách như thế nào tìm được một hợp đồng mới các bạn thì mình xưa thưa, 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 cho các bạn là bạn đó nếu mà bây giờ mà nhờ các dịch vụ tìm á thì phải mất là vài ngàn euro nữa đó cho nên là uh, may mắn là bạn mình nói là may mắn là nơi mà cái cậu ấy là hồ sơ người ta lưu hồ sơ của bạn cậu ấy để người ta giải quyết là về hay là ở đấy thì nơi đó người ta đã sốt sắng là cái cái cô phụ trách đó người ta thấy là cậu này đã học 3 năm có cái đổ bên thực hành thì cô ấy mới sốt sắng sốt sắng đi tìm hợp đồng mới thì mình xin thưa, xin thưa với các bạn là cái nghề điều dưỡng người có 3 lớp học các bạn à, chỉ học một năm thì ra làm là phụ tá điều dưỡng ha học 2 năm thì cao hơn một chút học 3 năm là bạn ra bạn được phép làm tổ trưởng ha Đó là bạn là người quản lý ừ, ha thì á mình mới nói với bạn mình là tại sao không cho cậu ấy học hệ một năm đi nó dễ hơn Đó, hệ một năm thì chắc là cậu ấy sẽ đổ thôi thì bạn mình nói là tại vì bọn em cũng tham là khi mà cậu ấy trình độ cậu ấy học đó nó không được tốt đó, thì lúc thi á thì người người thầy á người thầy mà hướng dẫn bạn đó, thầy chủ nhiệm á cũng gợi ý với bọn em là nói là cậu này khả năng là thi không đỏ cho nên là cho cậu ấy thi chương trình một năm đi Đang chắc chắn là mình sẽ đỏ mình lấy được bằng vì mình học tốt a năm mình thi chương trình uh, là phụ tá điều dưỡng á nó rất dễ đó, thì cậu này khả năng sẽ đỏ nhưng mà bọn gì chúng em tham, chúng em nghĩ là 3 năm cậu ấy học rất là vất vả, bây giờ mình cố thi đổ thì mình được cái bằng 3 năm, thì lương cũng cao hơn, nghiệp vụ mình tốt hơn, với lại cậu ấy thực hành rất là tốt. Thêm một phần nữa là nghĩ rằng cậu những bạn của cậu ấy cũng đã thi trượt lần một, nhưng mà thi 3 tháng sau đăng ký thi lại thì lại đổ hết, đó. Cũng là thi cùng được với bạn ấy Nhưng mà các bạn kia lại đổ Còn cậu ấy thì lại trượt lần thứ hai Thì người ta cắt luôn Cho nên là Bây giờ là Bạn mới nói là uh, Vì tiếc cái điều đó Cho nên là bây giờ Mới là đề nghị là thi ba Nhưng mà không được Không đổ Thì may là cái cô đó Cô ấy mới là Tìm được hợp đồng Là bạn ấy học một năm thôi Và bắt đầu học lại Đó tìm được không nào một học một năm là chương trình điều dưỡng một năm ha thì bạn ấy đã bước vào học bây giờ tháng 9 là nhập học các bạn thì đã học được tới thay, th bây giờ tháng 11 là hai tháng rồi thì bây giờ học hệ một năm chỉ cần là có bằng là được đó thì mình bạn mình mới nói là hy vọng là uh, thì bây giờ sở ngoại kiều đã gia hạn cho học một năm rồi thì hy vọng là lần này cậu ấy sẽ thi uh, chắc chắn hơn tức là phải chờ tới sang năm học hết chương trình một năm đó thì mới thi vấn đề là cậu này tiếng đức rất là kém các bạn rất là kém là người bạn mình nói là nó kém tiếng đức quá mình em nói nhiều rồi bây giờ không nói nữa nó phải tự biết thân của nó cậu này là đã bước sang tuổi 30 rồi các bạn cho nên mình nói các bạn là phải chú ý cái việc tiếng đức của các bạn phải là thật là rèn luyện cho thật là tốt nhất là kỹ năng nói và nghe ha làm việc được nhưng mà Uh, viết không được uh, nghe không được uh, uh, tốt khi mình viết về lý thuyết đó, viết không được thì cũng được cũng là không bị người ta đánh trượt ha các bạn như vậy thì các bạn yên tâm uh, là có cái bằng uh, giáo dục thường xuyên hay là bằng cấp 3 uh, bộ tối văn hóa các bạn nhớ qua Đức du học nghề nhưng mà đừng lựa chọn nghề điều dưỡng nha các bạn mình sẽ làm một video tiếp nói về cái vấn đề bạn này muốn rất muốn học ngành điều dưỡng vì uh, rất yêu thích ngành này mà bây giờ nếu qua phải học nhà hàng khách sạn hoặc là ngành bán hàng hoặc là ngành nào khác đó thì bạn ấy rằng sợ rằng bạn ấy sẽ không uh, học kết quả tốt vì mình không có cái hứng thú <laughs> mình sẽ nói về đề tài đó sao nghĩa là chúng ta vẫn học được điều dưỡng nha các bạn vẫn có cách để bạn qua bạn học về điều dưỡng nếu như bạn nhận được visa uh, không khoản của nghề điều dưỡng mình qua được tới đức đã mình nhận visa của ngành khác đi mình qua tới đức đã rồi chúng ta sẽ có cách cách nào thì mình sẽ thưa với các bạn ở video sau à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình chúc rằng các bạn nếu có bằng à, cấp 3. nhưng mà không phải là chính thức mà là à, giáo thiệu thường xuyên hoặc là bộ tốt văn hóa thì các bạn vẫn nuôi dưỡng à, Quyết tâm là qua Đức du học ngài. Nếu các bạn thấy chia sẻ của mình hay. Thì cho mình xin like. Subscribe kênh của mình. Và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Bình an. Hẹn gặp lại lần sau. Cheers.